Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trọng lú băng hà, sự thật hay tin đồn và ai sẽ thay thế ghế tổng bí thư? Mạng xã hội đang giấy lên tin đồn cho rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Trên trang Facebook cá nhân, một cựu giám đốc của ban Việt ngữ đã cho tự do có viết Đồn đãi nghe được ở Mỹ, bác cả vào nhà thương cả tuần rồi bệnh tình khá nặng phải đặt ống trợ thở ai biết tin rõ hơn xin cho cả nhà biết với nhé nhà báo phúc lai từ hà nội cách đây vài tiếng đồng hồ cho biết thêm hôm qua có người hỏi nhà mình sắp có đám hạ bác tôi biết đâu chú nắm tình hình không biết sao tôi biết thế mà hôm nay cắm đường nhiều ghê tắt lung tung cả và đây là hình banner trên trang Facebook của nhà báo Phúc Lai GP. Còn nhà báo Phan Thục An Tôn của VOA cho hay, có tin các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài đã nhận được chỉ đạo chuẩn bị sổ tang. Trong khi đó, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến bình luận khác nhau. Đại ý cho rằng, ở tuổi ngót nghét 80, giá như ông Trọng biết nghỉ ngơi, sống với con cháu những năm cuối đời thì hạnh phúc biết mấy. Hay nếu tẩm bổ dưỡng sức thì ông Trọng cũng sống thêm 5 đến 10 năm nữa. Nhưng vì tham công tiếc việc hay ham hố quyền lực quá mức, nhất là Tổng Bí Thư đã có tiền sự tai biến nên rất dễ bị tái lại. Giới thạo tin tiết lộ, cụ bây giờ yếu quá, khó qua khỏi. Được biết là một số bộ phận đã có lệnh phải trực 24 trên 24, hủy các lịch nghỉ cá nhân để lo cho cụ. Dự báo là nếu cụ đi, sẽ có cuộc gặp kính của mấy vị đầu sỏ, xếp lại bàn cờ, dẹp lò, công cuộc tham nhũng lại ổn định. Nói như vậy để thấy, sinh lão, bệnh tử là quy luật tự nhiên, con người sinh ra, sau đó sẽ chết đi, chẳng có ai sống mãi được cả. Ngoại trừ ông Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí cho sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Vấn đề cần phải bàn có lẽ là trái ngược với các quốc gia dân chủ tiến bộ, khi các lãnh đạo hay chính khách do dân chúng bầu lên có vấn đề về sức khỏe hay vấn đề về đời tư thì đều được minh bạch công khai cho dân chúng biết. Còn ở các quốc gia độc tài phi dân chủ thì sức khỏe hay đời tư của các lãnh tụ thường được coi là bí mật quốc gia. Như ở Việt Nam, luật về sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Và đây là hình tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng. Sức khỏe của các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam vốn được giữ kính từ lâu, ví dụ như cái chết của ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, năm 1969 khi ông Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, thông tin cũng được giữ kính ngay cả ngày ông Hồ Chí Minh thực sự qua đời cũng là điều bí mật, người ta cũng giữ kín thậm chí còn sửa ngày mất lùi lại một ngày sang ngày 3 tháng 9 để tránh ngày quốc khánh ngày 2 tháng 9. Phải hàng chục năm sau, ngày qua đời thật của ông Hồ mới được công bố. Ở Việt Nam, với lý do sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia, cho nên dân chúng không được tiếp xúc với những thông tin khả tính về sức khỏe hay đời tư của lãnh đạo. Các thông tin này người dân được biết chủ yếu thông qua kênh tin đồn của thông tấn xã Vĩa hè. Chắc chắn những tin đồn này sẽ gây bất lợi hơn là thông tin chính thống, chính thức bởi sẽ có nhiều dị bản. Tin lành đồng gần, tin dữ đồng xa là như vậy. Trong kỷ nguyên internet thế giới phẳng, chuyện giữ kín những bí mật là điều cực kỳ khó khăn. Với mạng xã hội, chỉ một cái click lập tức thông tin sẽ được lan tỏa nhanh chóng. Đó là lý do vì sao người Việt Nam hiện nay biết được các hoạt động của lãnh đạo chủ chốt. Sự vắng mặt hoặc biến mất của họ lập tức được loan tải cho cộng đồng. Chuyện mắc bệnh lạ của các ông Nguyễn Bá Thanh, Cố trưởng ban nội chính Trung ương, ông Trần Đại Quang, Cố chủ tịch nước là những ví dụ. Trong lúc mạng xã hội cập nhật chính sách các diễn biến, thì truyền thông nhà nước lại ra sức bưng bích khi Cố trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thành đã bệnh rất nặng, thậm chí là đã mất. Truyền thông nhà nước không chỉ im lặng mà còn đưa tin giả. Báo chí đưa tin rằng ông Nguyễn Bá Thành vẫn ăn nguyên một tô cháo và nói tao có chi mô. Rồi cũng sau đó ít lâu, nhà nước công bố rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm liên quan đến tình trạng sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng theo giới quan sát sẽ bắt đầu giai đoạn đảng cộng sản việt nam mất đi trụ cột chính nội bộ lãnh đạo đảng sẽ quay ra cắn xé lẫn nhau ai sẽ thay ông trọng lèo lái con thuyền nang ọp ẹp của đảng cộng sản lúc này là một vấn đề nan giải tại thời điểm diễn biến quốc tế hết sức phức tạp nội bộ lại mâu thuẫn sâu sắc nhiều ý kiến cho rằng người đủ sức cầm lái lúc này chỉ có bộ trưởng công an tô lâm là phù hợp võ văn thưởng thì quá non nớt chưa đủ độ chính phạm minh chính hay vương đình huệ đều không đủ uy quyền nhất là không có súng để giữ vững trật tự do đó nếu không là tô lâm lúc này đảng cộng sản sẽ tan rã dù rằng ai cũng biết để cho tô lâm cầm lái thì còn tham tàn khát máu và bỡ tàu gấp vạn lần Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trọng lú băng hà, sự thật hay tin đồn và ai sẽ thay thế ghế tổng bí thư? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Sự vô minh của quan chức Việt Ngày 12 tháng Giêng, trên Facebook cá nhân của mình, giáo sư Mạc Văn Trang có bài Thử phân tích sự vô minh của các quan chức bị lộ. Bài viết có thể tóm lược như sau. Theo Phật Pháp, thì vô minh khiến người ta suy nghĩ, nói năng, hành động sai lệch, mù quáng. Vô minh là do tham, sân, si, ngã chấp, vọng tưởng che lấp mất Phật tính, từ bi và trí tuệ. Và đây là hình tế tật trên trang Facebook cá nhân của giáo sư Mạc Văn Trang. Thực ra, tham, sân, si là bản năng sống của con người. Nhưng các quan chức khi ra tòa nói năng hình như thiếu cả ý thức đạo đức và ý thức pháp luật nên mới hành động vô minh mù quáng xét về phật pháp là do những điều sau đây thứ nhất tham xem lòng tham của quan chức ra tòa quả là vô lượng tham đủ thứ trên đời như tham tiền dẫn đến nhận hối lộ tham nhũng chính sách thậm chí bán tài nguyên cho nước ngoài để kiếm thật nhiều tiền tham chức khiến hình thành thị trường ngầm mua quan bán chức tham danh vọng dẫn đến xuất hiện hàng loạt quan làm tiến sĩ giáo sư giỡm tham tình ái qua việc hàng loạt quan chức bị lộ có bồ vợ nhí phòng nhì con rơi con rớt tham sống khiến có bệnh là ra nước ngoài chữa trị tốn bao nhiêu cũng chi tham cho đến chết khiến nhiều ông xây mồ to mã lớn thật hoành tráng thứ hai sân đối với cấp trên các quan rất khiêm tốn nhũng nhặn xung xuê, su nịnh. Nhưng với cấp dưới, với dân thì hách dịch, trái ý là quát nạt, thù ghét, đe dọa, quy kết và tìm cách triệt hạ. Nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, luôn nuôi dưỡng lòng căm thù. Và đây là hình hai ông quan bị lộ từng rất siêng cúng bái. Thứ ba, si. Đa số các quan làm gì cũng xem ngày, giờ, xuất hành hướng nào, biển số xe, số nhà, số điện thoại, đều chọn số đẹp. Ông nào cũng có các thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy chùa trợ giúp để cầu may giải hạn. Thứ tư sát. Các quan giết người gián tiếp qua chủ trương chính sách thu hồi cưỡng chế ruộng đất tài sản của dân, các chủ trương chính sách làm ô nhiễm sông biển, phá rừng đã gây chết bao nhiêu sinh vật. Đặc biệt các vụ quan chức đồng lõa buôn thuốc giả, làm hàng hóa giả độc hại đã sát hại bao nhiêu người, nhất là nhiều quan tham gia vụ nghiên cứu giả làm kết test giả của Việt Á trong đại dịch. Thứ năm, đạo tham nhũng là trộm cướp, là dạ nội xâm khi các quan ăn không chừa thứ gì của dân. Thứ sáu, dâm. Đạo Phật bảo, chính dâm là tốt, tà dâm mới sai. Các quan chức thì có quyền, có tiền nên dễ tà dâm lắm có quan nào mua dâm hoa khôi 25.000 đô la cho một đêm. Và đây là hình cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người nổi tiếng với các phát ngôn ngô nghê vọng tưởng. Thứ bảy, ngã chấp. Ngã tướng, coi mình có tướng làm quan trời cho, bất biến. Ngã man, khinh thường dân chúng, kiêu ngạo cộng sản. Ngã ái, yêu bản thân, tự ái cộng sản, chụp mũ người bất đồng quan điểm. Ngã kiến, tự cho mình là đúng, chủ quan duy ý chí, quan liêu mệnh lệnh. Ngã si, say mê ăn chơi, đua đòi học làm sang. Thứ 8. Vọng tưởng. Không biết chăm lo hiện tại mà cứ mơ tưởng hảo huyền. Như Sài Gòn phải như Singapore, Hà Nội phải như Paris, Đà Nẵng phải là đào tạo. Vọng tưởng là bệnh trầm kha của Cộng sản đã lừa bịp được bao nhiêu người. Thứ 9 nói dối. Bệnh thành tích, làm láo báo cáo hay cũng là một căn bệnh trầm kha của Cộng sản. Thứ 10. Bịa đặt, vu khống, vu oan, giá họa. Các quan chức thường chối bỏ sai lầm, trách nhiệm, đổ tội cho dân oan, cho người ngay thẳng lên tiếng đấu tranh cho lẽ phải. Thứ 11. Nói lời vô nghĩa. Nhiều quan phát ngôn ngô nghê, câu trước mâu thuẫn câu sau, làm trò cười cho thiên hạ giáo sư Mạc Văn Trang kết luận như sau. Suốt quá trình làm quan, các quan chức đã mắc vào những điều sai lầm, xấu ác như nêu trên, nên lãnh nhân quả nhã tiền. Hỏi không kịp mà cái ác nghiệp đó còn đeo đuổi lâu dài, có khi nhiều đời, nhiều kiếp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự vô minh của quan chức Việt xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới